Bà chủ Tân Hiệp Phát hé lộ bí quyết giữ lửa hôn nhân làm gì khi chồng bị tố qua lại với một nữ ca sĩ. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 4 thập kỷ đầy gian nan của ông Thanh Bà Nụ và hơn 25 năm nỗ lực vươn lên của Tân Hiệp Phát, gia tộc họ Trần đã gây dựng một cơ nghiệp đồ sộ được cộng đồng doanh nhân quốc tế đặc biệt chú ý. Thuở thanh niên, Bà Nụ có sạp bán đường ở chợ Bà Chiểu. Hàng đường của Bà Nụ bán rất chạy, đông nghịt người mua, cả người dân mua về dùng lẫn các nhà sản xuất nhỏ lẻ. Trong đó không ít người đến mua đường chỉ vì cô chủ sạp đường quá đẹp, đẹp nhất cái chợ Bà Chiểu lúc đó. Trước đó khi còn học trường luật, Bà Nụ cũng là hoa khôi và nhiều người còn nói bà đẹp nhất cái tỉnh Gia Định. Không chỉ nhiều người đến mua đường, không ít người còn tình nguyện đến dọn dẹp bê vác giúp bà những thùng đường nặng tới 50-60 kg mà hàng ngày bà vẫn phải tự bê. Trong đó có một người mà Bà Nụ đánh giá là lịch sự, ga lăng, tên là Thanh Râu. Cái tên này gắn liền với bộ ria mép xanh đậm của ông Thanh, đúng chất lãng tử Sài Gòn hồi đó. Là người làm men, ông Thanh vừa là khách mua đường, vừa là người đến đều nhất để giúp đỡ Bà Nụ các công việc hàng ngày tại sạp đường. Dọn hàng xong, vị khách từng trải không quên đèo cô hàng đường đi ăn kem, đi dạo trước khi về nhà. Dần dà, anh hùng thuyền quyên bén duyên và trở thành vợ chồng sau lời cầu hôn kỳ cục đầy tính răn đe của Dr. Thanh. Lấy anh sau này, nhỡ đường đời thất bại, tự lồm cồm mà bò dậy chứ không ai đỡ em đâu. Và em nghĩ kỹ chưa, gật đầu theo anh là không hối hận à nha. Để có thể gật đầu, anh đi đâu em cũng theo. Cô gái bán đường đẹp nhất chợ Bà Chiểu đã trải qua nhiều đêm trằn trọc. Bởi ngoài sự lịch lãm và tự tin, cái danh tiếng của Thanh Râu trước đó không mấy tốt đẹp. Ăn chơi hay như làm, con gái qua tay ông không biết bao nhiêu mà kể. Lúc quen tôi nghe nói ổng có nhiều bồ nữa, nhưng tôi nghĩ mình có tài không có lo. Không phải ổng chọn mình hay không, mà mình có chọn ổng không nữa chứ. Bà Nội hồi tưởng khi trao đổi với phóng viên mới đây, ông Thanh không quên vung thêm vào, ngu gì không chọn. Sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh doanh, cả hai bàn tính và nuôi mộng xây dựng hãng nước giải khát dẫn đầu thị phần trong nước. Những bước chập chững đầu tiên trên hành trình hiện thực hóa ước mơ chẳng ít gian truân. Sau khi buôn đường cát, gia đình tiến lên buôn bán nước ngọt rồi chuyển sang sản xuất bia. Năm 1994, ông Thanh mua thanh lý một dây chuyền, thực chất là một mớ phế liệu, để bắt đầu chinh phục những kế hoạch lớn lao hơn. Vào thời kinh tế chưa mở cửa, doanh nghiệp tư nhân muốn phát triển phải tự nhập mua dây chuyền thanh lý từ những công ty trong nước mà không được nhập từ nước ngoài. Với dàn máy gần như là phế liệu, chàng kỹ sư bách khoa tự mày mò cải tạo thành dây chuyền sản xuất nước giải khát. Chỉ 5 năm sau, nhờ tích góp và mua đất, ông Thanh mua thêm được dàn máy hiện đại nhất nhì Đông Nam Á. Phân xưởng nước giải khát Bến Thành ra đời làm tiền đề phát triển Tân Hiệp Phát thành công ty nước giải khát phát triển nhanh nhất nhì thị trường. Sóng gió ập đến. Biến cố đầu tiên diễn ra vào năm 2003 khi đang ở vị thế thứ 3 trên toàn quốc trong ngành bia. Tân Hiệp Phát táo bạo đầu tư toàn bộ hệ thống từ đất, sản xuất bia đóng chai, cho ra đời bia Laser. Sản phẩm mang theo ước mơ tạo sự đột phá đã gánh chịu thất bại đau đớn khi không thể cạnh tranh với những thương hiệu mạnh khác. Đến năm 2014, khi công ty đang kẹt tiền để khởi công nhà máy No. 1 Chu Lai, nguồn vốn tự có không đủ trang trải, trong khi ngân hàng đang giữ phần lớn số tiền tiết kiệm của gia đình lại rơi vào kiện tụng, bà Phạm Thị Nụ gặp cơn tai biến dẫn đến liệt nửa người. Cũng vào giai đoạn đó, công ty liên tiếp rơi vào khủng hoảng truyền thông. Đó là thời điểm cả tượng đài ấy dường như suy sụp. Ông Thanh nặng trĩu lòng mà nói với con gái rằng nếu vợ có chuyện gì, ông sẽ không còn động lực để tiếp tục chiến đấu. Ông cũng sưng sưng nước mắt mà cậy nhờ y bác sĩ cứu chữa cho vợ mình. May mắn sau đó sức khỏe bà Nụ khá lên. 40 năm cuồng phong, giông bão vẫn dừng sau cánh cửa. Nắm chặt tay sau 40 năm đồng hành, hai từ cam kết được ông bà nhắc lại nhiều lần như chính chất keo gắn kết cho chặng đường dài đã qua. Là một người công giáo, bà càng tin về giao ước ngày vợ chồng làm lễ tại thánh đường. Điều này trở thành cánh tay kéo bà lại mỗi khi có ý định buông bỏ. Bà từng bộc bạch, cơm sôi thì bớt lửa, cuộc sống gia đình sẽ có những lúc người phụ nữ cần cố gắng chịu đựng để giữ gìn. Mình đã chọn có thêm người bạn đời thì cần giữ nhiều hơn. Mỗi người đều có sở thích riêng nhưng luôn đi kèm trách nhiệm, biết rõ cái giá phải trả khi chọn cái mình muốn và nhận thức rõ mái ấm gia đình là trên hết và ở gia đình đó còn có đồng đội của mình. Còn ông luôn nói với con, khi cưới vợ gả chồng, không phải tìm người yêu mà tìm bạn đời chưa ngọt sẽ bùi, dựa trên giá trị cốt lõi để bổ sung cho nhau. Lúc người đàn ông gặp khó khăn thách thức thì vợ sẽ hỗ trợ và ngược lại, như thế mới tạo ra được giá trị bền vững. Mới đây khi ông Thanh gặp biến cố bị bắt tạm giam, hàng loạt tin đồn tình ái của ông với một nữ ca sĩ bất ngờ bị dân mạng mang ra mổ xẻ. Đứng trước điều này, bà Nụ vẫn một mực giữ im lặng.